Kính chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và đây được xem là một trong những thành phố phát triển bậc nhất về du lịch của Việt Nam chúng ta. Quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn có mặt ở tại khu vực gọi là Cái Gâm của thành phố Hạ Long. Ngày hôm nay quý vị thấy khu vực này đang được xây dựng phát triển rất nhiều. Đầu những năm 2000 thì khu vực này đã được quy hoạch và phân lô để phục vụ cho việc xây dựng nhà ở cũng như xác triển một phố cái nhà hàng, khách sạn rồi các cái dịch vụ để phục vụ cho ngành du lịch. mà quý vị cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn toàn bộ khu vực cái dâm này. ngày hôm nay thì Thịnh Nguyễn thấy ngoài việc xây dựng những cái khách sạn, những căn nhà, nhà hàng, khách sạn, thì ở khu vực cái dâm này người ta còn xây dựng thêm những cái ngò nhà ở trên khu vực của vùng núi phía sau lưng của Thịnh Nguyễn. quý vị đang thấy đây là một trong những khách sạn lớn nằm ở khu vực cái dâm này và phía sau khách sạn này đó là quần thể Vịnh Hạ Long, một trong những cái nơi được xem là điểm đến rất hot ở Việt Nam. Đã được hai lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới và đã được bầu chọn làm một trong bảy kỳ quan mới của thế giới. Mời quý vị ngắm nhìn. Xa xa bên kia là cái khu vực mà rất là nhiều những tòa nhà đó là khu vực bãi cháy. À, khu vực này thì Thịnh Nguyễn đã chia sẻ một vài clip nó sẽ nằm khu vực đối diện làm khu vui chơi giải trí rất lớn do tập đoàn Sun Group đang xây dựng. Còn đây quý vị đang thấy phía sau này những dãy núi đang được uh, cải tạo, đang được chia nhỏ để xây dựng những căn nhà, những biệt thự trên núi giúp cho những người dân cũng như các khách uh, du khách đến đây sẽ có những cái không gian nghỉ ngơi uh, rất tuyệt vời. Đây quý vị sẽ nhìn xuống khu vực ở phía dưới. Hôm nay là ngày sau lễ 2 tháng 9, một cái lễ lớn ở Việt Nam nên vì thấy lượng du khách cũng không quá đông. Và đây là các công trình lớn đang được xây dựng. với xây dựng và phát triển một cái khu vực với sự quy hoạch như thế này thì hứa hẹn thành phố Hạ Long sẽ là một cái điểm đến vô cùng thú vị và đầy thu hút du khách. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một clip ngắn về khu vực cái gâm của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ kênh Thành Nguyễn rất nhiều.